năm cung hoàng đạo, hay nói lời ngọt ngào nhất, nhưng tâm địa thế nào có trời mới biết. Những cung hoàng đạo nói năng ngọt ngào nhất, một phần do bản tính, một phần do họ cố tạo ra vẻ đáng tin, để đạt mục đích của mình. Do đó, bạn phải đủ nhạy cảm và tinh tế, mới có thể phân biệt được, lời nào là tốt cho bạn và ngược lại. Hạng nhất, chòm sao Thiên Bình. Chòm sao Thiên Bình vui vẻ, cởi mở, dễ gần, họ luôn muốn được mọi người yêu quý, thế nên họ biết rõ nhất, vũ khí để hạ gục được mọi người, đó là thông qua lời nói. Họ là cung hoàng đạo nói năng ngọt ngào nhất, cũng vì mục đích lấy lòng người khác. Hơn nữa, Thiên Bình suy nghĩ đơn giản rằng, giữa người với người, tại sao lại không đối xử tốt với nhau, sao phải nói lời khó nghe, mà không chọn những lời hay ho để nói. Mặc dù chúng ta đều biết, hành động có ý nghĩa hơn những lời nói suông, nhưng chắc chắn chẳng ai thích nghe quát tháo hay sai bảo. Vì thế, những lời nói dịu dàng của Thiên Bình rất tự nhiên, không hề có dụng ý nào quá ghê gớm cả. Dù mới gặp một ai đó, họ cũng nhanh chóng tìm ra ưu điểm của đối phương, và hết lời khen ngợi. Thiên Bình thể hiện sự hòa đồng, vui vẻ như thế, với tất cả mọi người, và có khả năng khiến người khác cảm thấy mình đang rất được quan tâm. Thiên Bình có nghệ thuật nói chuyện ngọt ngào, và điều đó rất dễ dàng đối với họ, vì họ duyên dáng, hài hước một cách tự nhiên, nên người ta khó từ chối những gì mà cung hoàng đạo này nói ra. Khi yêu một người nào đó, họ cũng tỏ ra hết sức lãng mạn và ngọt ngào, không chỉ dành cho người mình yêu, những buổi hẹn hò với hoa, nến, mà họ còn gửi cho đối phương những dòng tin nhắn đậm chất ngôn tình, khiến ai cũng phải ghen tị. Đối với nhiều người, họ không thích điều này, và cho rằng Thiên Bình chỉ đang cố tình gây chú ý. Tất nhiên, những gì họ nói không có chiều sâu thực sự, nhưng vẫn rất thú vị khi kết nối ở mức độ bề ngoài, và chỉ cần thế là đã đạt mục đích của con người giản đơn như Thiên Bình rồi. Hạng 2, chòm sao Nhân Mã. Vì những người thuộc cung Nhân Mã thích gặp gỡ, giao lưu với mọi người, nên nếu không nói những lời ngọt ngào, thì còn ai dám tiếp chuyện với họ cơ chứ? Đây dường như là việc thích nghi, để sinh tồn trong cuộc sống năng động của chòm sao này vậy. Bạn sẽ cảm thấy câu chuyện của họ gần gũi, vì giọng nói ngọt ngào dễ nghe, kết hợp cùng chút hài hước và tự tin, nên ai cũng công nhận rằng họ thật cuốn hút. Nhờ thế mà cơ hội làm ăn, hợp tác của họ hơn rất nhiều so với những người khác. Nhân Mã có sự tự tôn cao, nên càng có điều gì đó hấp dẫn từ lời nói ngọt ngào của họ, và Nhân Mã rất biết tận dụng lợi thế đó của mình. Nhờ vậy mà họ luôn đạt được mục tiêu của mình, chỉ thông qua những lời nói. Câu nói, khéo ăn khéo nói sẽ có cả thiên hạ, rất phù hợp với chòm sao này. Thực tế, không ít cung hoàng đạo này là người đi lên không chỉ bằng tài năng, mà khả năng nịnh nọt cũng rất cao đó. Đừng coi thường Nhân Mã, cũng đừng dại mà tin ngay lời nói ngọt ngào của họ. Nhất là những lời khen khiến bạn xúc động, họ rất giỏi đánh vào điểm yếu của bạn đấy. Nếu thực sự vì những câu khen ngợi ấy mà bạn cảm thấy tự hào về mình, thì bạn cũng phải thận trọng, đừng mù quáng vội vàng tin theo. Hạng 3, chòm sao Song Tử. Chắc chắn, khi nói đến cung hoàng đạo nói năng ngọt ngào nhất, sẽ không thể vắng bóng Song Tử. Họ thường nói lời hay ý đẹp, vậy nên đối với những người thích được khen ngợi, đây là chòm sao vô cùng khéo ăn khéo nói. Song Tử thích trò chuyện, và hơn nữa, họ thích được điều khiển cuộc trò chuyện, diễn ra theo cách họ muốn. Những lời nói ngọt ngào của Song Tử thường kèm theo nhiều chủ đề thú vị, để mọi người có thể thảo luận một cách thoải mái, chứ không đơn giản chỉ là những lời khen. Dù là người giỏi giang trong cách ứng xử, được lòng nhiều người, nhưng cung hoàng đạo này được mệnh danh lẻo mép, bởi không rõ họ nói lời thực hay không. Chòm sao này có lúc bị mọi người nhận xét là có chút giả tạo, khen cho vui mồm, chứ không phải lời nói thật lòng. Thực ra, đó đơn giản là sự lịch sự tối thiểu họ cần có trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, đối tác. Tuy bản thân người được khen hoàn toàn biết ưu điểm của họ, nên không cần Song Tử tâng bốc họ cũng nhận ra, nhưng vẫn vui vẻ đón nhận, là để cho cả hai được vui trong chốc lát tại cuộc gặp gỡ nào đó. Nhất là trong đời sống tình cảm, Song Tử rất biết dùng lời lẽ ngọt ngào để thu phục bạn trai hay bạn gái của mình. Người ấy rất muốn nghe những câu nói động viên này từ đối phương. Vì thế, Song Tử luôn biết nói những câu cho thấy sự tin tưởng đối với người thương, về tình yêu và khả năng thành công của họ. Đó là cách tốt nhất để chòm sao này thể hiện sự quan tâm thông qua những câu nói động viên để hướng anh ấy tiến về phía trước. Hạng 4, chòm sao Hổ Cáp. Nếu ở bên cung hoàng đạo Hổ Cáp đủ lâu, bạn sẽ biết rằng, không phải khi nào họ cũng nói lời ngon ngọt, dễ nghe, nhưng mỗi khi chòm sao này nói ra những lời ấy, thì người khác rất khó từ chối các yêu cầu của họ. Không hiểu sao,
cứ gặp các chàng trai, là các cô nàng hổ gáp, bỗng trở nên hiền dịu đến kỳ lạ. Vì thế, không ít anh chàng chết đứa đừ, vì những lời nói ngọt ngào của hổ gáp, nhưng thực ra, họ đang che giấu con người táo bạo, liều lĩnh bên trong mình mà thôi. Là chòm sao mưu mô, hổ gáp dùng lời nói ngọt ngào, ma mị của mình, là có mục đích rõ ràng, nhưng chẳng mấy ai tinh ý hiểu ra điều này đâu, để đọc vị được họ, quả là điều khó khăn. Hổ gáp làm thế, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân, và những người mà mình yêu quý. Bằng lời nói, họ rất giỏi thao túng người khác, xoay chuyển tình thế một cách tài tình, họ biết phải nói gì, để đạt được kết quả mà bản thân đang tìm kiếm. Tuy nhiên, hổ gáp chỉ làm như thế, với những kẻ đáng bị trừng phạt mà thôi, còn với người vô tội, thì họ vẫn rất nhẹ nhàng. Và kế sách mà họ vạch ra để đối phó kẻ đó, sẽ rất khó lường, ít ai có thể ngờ tới, cho đến khi họ đủ tin tưởng, và chịu tiết lộ cho bạn biết. Hạng 5, chòm sao Bảo Bình. Bảo Bình cũng là cung hoàng đạo, nói năng ngọt ngào nhất, vì cách nói chuyện nhỏ nhẹ, cũng phần nào thể hiện sự dịu dàng, trái tim ấm áp của họ rồi. Họ cũng rất giỏi động viên người khác, nghe những gì họ nói, người ta có thể có thêm niềm tin dâng trào, tinh thần khởi sắc, nỗi buồn tiêu tan. Những người thuộc chòm sao này, dường như không biết tức giận là gì, dù ai đó có tỏ ra nổi nóng trước mặt mình, thì họ vẫn bình tĩnh lắng nghe, đáp lại bằng sự nhẹ nhàng, từ tốn. Họ thực sự là người bản lĩnh, trong những tình huống như thế này. Những người như Bảo Bình, ít khi bị cảm xúc kiểm soát, điều này rất hữu ích, vì một trong những quy tắc nói chuyện ngọt ngào, là không bao giờ nói về cảm xúc của mình. Họ biết cách kể câu chuyện, khiến mọi người bị cuốn hút và gây tò mò. Bảo Bình hay nói hay làm, nhưng họ nói lời có thật lòng hay không, thì bạn phải cẩn thận nhé. Tuy nhiên, những khi Bảo Bình nói lời dễ nghe, không hẳn là có ý định gì không tốt. Họ biết rằng, đôi khi nói thật, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, vì bắt người khác phải chấp nhận sự thật, thế nên, họ mới tìm cách lựa lời mà nói ra thôi.